Hello hello các bác nhá. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhá. Và trước mắt tất cả các bác đây là một đôi loa full 30 rất là đỉnh cao của HZ các bác nhá. Và cái dòng này thì cũng nói luôn với tất cả các bác thì nó cũng rất là ít thôi, hiếm lắm, không có nhiều đâu. Đó, tại sao mà nó hiếm thì chúng ta sẽ là cùng nhau vào tìm hiểu các bác nhá. Ở đây thì các bác sẽ có một cái con tép selection nhá mọi người. Đó, tép selection này. Tép selection này, nhưng mà tép selection là các bác sẽ có là cái họng kèn nhôm. À quên, đúng rồi, họng kèn này là bằng găng đúc ấy. Đây. Ok chưa? Đó, một họng kèn bằng găng đúc các bác nhá. Đó, ok chưa? Một tép selection to. Con này côn 4 tép 450 cộng với một con bát của Fin. Bát của Fin các bác nhá, Fin Acoustic này. À, các bác có thể xem này, Fin Acoustic các bác nhá. Con này từ 19 và côn 76 rất khủng khiếp các bác nhá. Đó, và ở đây thì sẽ có là cho anh em là cái lỗ thông hơi đằng trước này. Đó, phân tần thì rất là khủng luôn. Các bác có thể xem phân tần. Đây phân tần đây nhá. Phân tần rất là khủng khiếp các bác ạ. Đó, ba cuộn cán to đùng cách mạng luôn. Ok chưa? Và ở đây thì em hai cũng quay cho nó nhanh nhé, các bác đỡ mất thời gian. Đấy, tất cả nó làm bằng, ở đây nó làm bằng nhôm hết các bác nhé. Đó, R12 này. Được chưa? Con này thì 48Hz cho đến 18kHz, 300W ở 8 ohm, độ nhạy 95dB. Và con này là 23,5 kg. Thì bây giờ nó lên tầm 24 kg các bác nhé. Đấy, thùng quách rất là đẹp, rất là ok luôn. Thùng gỗ 100% nha mọi người. Và con này thì nó có trọng lượng là nửa tạ trên một cặp. Ok chưa? Đấy, sáng nay thì em hai cũng test một số con đấy, đen nét này này. Đèn nét rồi các bác nhá. Còn một số con nữa hàng đẹp mai sẽ test mai gửi đi tất cả các bác, đúng không? Con này là 600W một kênh 8 ohm, đánh thoải mái luôn. Thì bây giờ các bác có thể là nghe trực tiếp cái tiếng của con loa này, sau đấy là anh em mình sẽ là báo giá các bác nhá. Đây. Đây. Rất là mạnh luôn. Và tiếng của nó con này thì các bác nghe nhạc sàn, nghe nhạc lời đủ các kiểu, nhạc gì các bác nghe cũng sướng hết các bác nhá. Và em hai cũng nói thật với tất cả các bác luôn, cái đôi này nó rất là hiếm luôn đấy, cái đời họng kèn găng này nó rất là ít này. Cái kèn quá là kinh điển luôn các bác nhá. Đó, mà cặp này nặng nửa tạ nha các bác nhá. Nửa tạ đấy. Rất là mạnh luôn. Ok cho anh em. Và các bác nào có cái nhu cầu liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em nhá. Đấy, thì đôi loa này em hai đang bán mức giá là 12 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều, rất là đẹp, rất là chất và rất là phê. Ok chưa? Cho anh em đánh thoải mái một tuần. Đó, anh em mà cảm thấy không ưng anh em trả lại cho em. Nhưng mà con này nó quá ưng rồi. Với giá tiền tầm 12 triệu các bác chưa mua, chưa bằng một đôi loa Audio Center. Nhưng cái tiếng của nó quá tuyệt vời các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Bây giờ em hai sẽ tiếp tục đóng đẩy đen nét để gửi đi cho tất cả các bác nhá. Xin kính chào mọi người, bye bye.